Xin chào tất cả các bạn, mình xin chia sẻ với các bạn cái thuốc đặc trị ghiệp sáp. Ghiệp sáp nếu như mà không trị thì nó sẽ chích hút cây trái của mình ha, làm cho cây trái của mình bị vàng đi, nhớ trái thì nó sẽ bị đen, nó cái dịch nó tiết ra nó làm cho đen trái, cây thì nó bị vàng. Ghiệp sáp thì có hai loại, là ghiệp sáp đeo trái, ghiệp sáp ở dưới gốc, ở dưới mặt đất á, nó đeo rễ thì nó cũng gây vàng luôn, nó hút dinh dưỡng. Thì có một loại nữa là diệp sáp màu trắng, và một con nữa là diệp sáp diệp dính á. Cái này là diệp dính nè, đeo trên ổi, nó nhỏ hơn, khi mà mình không sạch thì cái lá nó sẽ bị đen như vậy. Đây là diệp dính đây, nó nhỏ nhỏ như thế này, bóp vô thì nghe bập bập ha, nó đeo đây. Trên sồi là có rất là nhiều diệp sáp luôn, đặc biệt là sồi mà bao trái nữa, nếu mà không không xịt diệp sáp kỹ trước ha, hoặc là bao mà nó có hở thì diệp sáp nó cũng chui vô, nó làm đen trái hết. Còn cái con này là cái mình ở đây thì mình kêu bằng con nghiệp dính, tại vì nó dính vô lá này, con này nó cũng lây lan rất là nhanh luôn. Tuy là nó không có làm đen nhưng mà nó đeo chứ xài mình nó thì chứ, khi mình chùi ra giống như cái lá này nè. Khi mà nó đeo thì mình chùi ra cái lá nó sẽ những cái đốm trắng 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 trắng. Nó làm cho xấu cái sản phẩm mình ha, đặc biệt là nó đeo lên trái cây, trái sồi, cam hay bưởi gì, bưởi rất là có nhiều con này luôn, thì nó làm cho cái bưởi của mình, trái cây của mình nó mất cái vị ngọt, nó không có còn ngon nữa. Cái sồi mà vú là ăn mấy cái chỗ đó nó lạc nhách à, nó không còn được ngọt. Rồi có một loại diệp nhỏ nhỏ nữa nè các bạn, nó đeo trên cây bưởi nè, đây nè, rất là lây luôn. Nếu khoảng này tại vì bữa ăn ở nhà rồi có một cây một gái còn ấy không có xịt ha, nó đeo cái xịt một phát một là chết liền. Đây. Đây nó đeo nè, nó con này hình như là nó không có biết đi mà không biết sao mà nó lây lan rất là nhanh luôn. Đây nè, mình chia sẻ dùng với các bạn ấy, thì cái thuốc này nó để là 200 tới 300 cc nhân 100 ml nước, chai này thì 60 ngàn, nhưng mà thực tế là mình xịt 100 lít c ha, 100 c trên trên 100 lít nước thì nó chết sạch hết à. Cái này hàng của Thanh Sơn quá nông, cái này là Vita Siêu, cái này là thuốc đặc trị ghiệp sáp nha, nhưng mà nó trị sâu luôn. Vita Siêu 18 AC thì trị sâu, cũng này Vita Siêu 40 AC đặc trị ghiệp sáp. Nếu mà lần nào mà xịt ghiệp sáp nha thì khỏi cần xịt thuốc sâu, nó cũng chết sạch sâu hết. Cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ, chúc thành công vui vẻ.